Em Tân ở đại lý xe điện cho em, cho nên hôm nay xin chào anh chị nha. Năm mới ngày 1 tây tháng 1 năm 2024, ngày đầu tháng đầu tuần luôn. Kính chúc anh chị mình có một cái năm mới tràn đầy sức khỏe và bình an nha. Hôm nay em Tân sẽ lên hai cái mẫu xe này ngang tầm giá với nhau, về tất cả động cơ máy móc mạch điện full tính năng luôn ha. Cái mẫu mới bên tay phải, cái màu xám này chính là cái mẫu là ST30, còn cái mẫu là màu đỏ bên tay trái này, cái mã số nó là 501 nha. Hai dòng xe này là về so sánh về động cơ thì nó đều hoạt động qua bốn động cơ, về bánh thì nó cũng được nâng cấp lên hết rồi. Xe nào cũng là bằng bánh cao su hết luôn nha anh chị. Cái điểm giống nhau nữa là nó sử dụng bình ắc quy điều 12/7 luôn. Tuy nhiên nó có một cái phần đầu nó khác nhau nha. Ở phía sau thì hai cái xe cũng trang bị cho mình một cái bánh bánh phụ luôn nha anh chị, cái bánh kèm nha. Cái bánh kèm này là nó làm bằng bằng bánh nhựa nha anh chị, nó chỉ xây cua cho đẹp cái xe thôi chứ nếu mà mình sử dụng thì vẫn được nha anh chị. Do những cái dòng xe này là hiện tại là được là nâng cấp lên bánh cao su rồi, cho nên là nó rất là ít hư ha. Cái thứ hai nữa thì chạy khá là êm. Cái dòng xe 501 này đáng ra là cái mức giá nó trên, khi mà mình nhập về giá nó trên cái con ST30 này rất là nhiều. Cái giá dự kiến nó cũng trên lệch luôn. Tuy nhiên về so về hai cái form dáng thì nó na ná như nhau, cho nên là hôm nay là em Tân sẽ là khuyến mãi cái mẫu xe 501 này, bán cùng giá phân khúc với lại cái xe ST30 luôn nha anh chị. Giá chỉ là trên 2 triệu nha anh chị, chưa tới 3 triệu, trên 2 triệu nha. Nó dao động từ 2 triệu 6 cho đến là 2 triệu 8 nha anh chị. Về cái ghế thì so sánh về ghế thì hai cái ghế này nó cũng ngang nhau luôn. Mình cảm giác như là cái xe 501 này cái yên đó, nó cái form nó là nó gọn hơn là cái xe ST30 nha anh chị. Cái ghế này cảm giác nó hơi gọn, hơi nhỏ hơn. Còn cái form dáng thì nó đều bằng nhau nha. Về 501 và cái đặc điểm của nó là nó có luôn cái dàn đèn LED cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Đèn phía trước nè, đèn LED ở trên kính chắn gió và cái đèn pha ở phía sau, phía đuôi nữa. Nói chung là nó full tính năng nha anh chị. Đây hôm nay em Tân bật đèn cho mình xem nha. Cái này là nút, này là nút nhạc đây. Đèn rất là nhiều. Còn cửa thì hai xe đều thiết kế cửa mở hai bên luôn, giống như là ngang tầm nhau, tầm cỡ 9-10 y hệt nhau luôn nha anh chị. Còn ở bên này ST30 thì chỉ là trang bị cho mình là duy nhất hai cái bóng đèn ở đây thôi nha anh chị. Còn ngoài ra là ở trên kính chắn gió cũng như là ở phía sau không có đèn. Ở đây chỉ là cái đèn giả thôi nha anh chị. Đây mình bật thử cái đèn này nha. Đấy, mình bật đèn. Nó cũng có chức năng là chớp luôn nha anh chị. Đó, còn mình ấn cái nữa thì nó sẽ tắt. Còn ở trên mặt cái mặt của cái ST30 này hỗ trợ lắp USB, kết nối được Bluetooth, có luôn chức năng là bật bên nha anh chị. Đây chính là chức năng bật bên. Chức năng tự động này nó phù hợp cho bé từ 8-9 tháng cho đến 2 tuổi sử dụng nha. Ngoài ra thì xe nào nó cũng kèm một cái remote điều khiển từ xa hết. Những bé mà dưới 2 tuổi ba mẹ hoặc anh chị ông bà hỗ trợ điều khiển cho bé nha. Cái xe ST30 này là lúc trước là em Tân có làm một cái video con xe màu cam test ở trong vườn thì nó chạy khá là ok luôn nha anh chị. Hầu như là đường địa hình nó vẫn vượt rất là tốt do xe hoạt động qua bốn động cơ nha. Còn xe này thì về mạch điện cũng như là động cơ bình ắc quy thì nó cũng ngang tầm, hai con này nó ngang tầm với nhau, thì chắc chắn rằng con xe là 501 này thì nó cũng chạy ngang con này luôn nha anh chị. Chỉ là cái form dáng hai con khác nhau thôi nha. Đây hôm nay em sẽ test thử cái remote của con xe này ha. Đó, xe chạy khá là im luôn nha anh chị. Đó, mình cảm giác như là nó chạy một phát là nó đi liền luôn chứ nó không cần phải lấy trớn lấy đà luôn nha anh chị. Cái form dáng này thì nó làm rất là ngầu, hai kiểu dáng đều là kiểu dáng xa rip luôn, tùy theo là cái sở thích của anh chị mà mình chọn một cái mẫu xe phù hợp cho bé mình nha. Xe này nó tải full luôn là được từ 40 tới 45 kg nha anh chị. Nó phù hợp cho bé từ gần 1 tuổi, 8-9 tháng cho đến là 8-9 tuổi sử dụng nha. Xe tải trọng thì nói chung thì cũng là khá là ok, khung chắc chắn lắm luôn nha anh chị. Ở bên 501 này cũng có chức năng bập bên luôn nha anh chị. Chức năng này chức năng phụ. Tự lái thì xe nào cũng có chức năng tự lái hết nha. Ở trên remote thì nó luôn luôn có 3 tốc độ nhanh chậm luôn nha anh chị.
Vừa rồi là em Tân vừa giới thiệu sơ nét về hai cái xe, cái mã cái xe màu xám này mã số là T30 nha, còn cái xe màu đỏ này cái mã số là 501. Anh chị mình là có thắc mắc hoặc là quan tâm về cái mẫu nào thì inbox cho bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho mình kỹ hơn nha. Số Zalo là 0975 190084, địa chỉ cửa hàng là số 198 đường Lý Thường Kiệt, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nha anh chị. Anh chị muốn xem về kích thước cũng như là tất cả chi tiết của cái xe này, thông tin thì mời anh chị truy cập vào trang web là xedienhongtan.com nha, hoặc là inbox cho bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho mình nha anh chị. Ngoài những cái mẫu này thì ở cửa hàng có rất là nhiều mẫu nha, rất là mong anh chị mình có thời gian để mà ghé cửa hàng mình trải nghiệm nha. Rồi, cảm ơn anh chị đã dành một chút thời gian để tham khảo cũng như là xem hết cái video này. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái video dịp khác nha. Thân ái chào anh chị.